Tránh đường ta CG. Smoker là ông, tôi nhớ vũ khí đó. Nó được làm bằng đá biển. Tôi sẽ kết thúc cậu một lần và mãi mãi. Tôi biết cậu sẽ sống sót và đến được đây. Hãy hoàn thành chuyện này. Nó là chìa khóa cho chiếc vòng tay của anh. Cái gì? Đúng như vậy ư? Thành công, cô thật tuyệt vời. Cảm ơn, tôi nợ cô rất nhiều thời gian. Tốt rồi, đừng đề cập đến nó. Nhanh lên, lắc đi. Cảm ơn. Không nhanh như vậy, mũ rơm. Đứng lại, đồ sắc dược. Tôi sẽ không để ông vượt qua. Chống lại hải quân, cô sẽ trả giá cho điều này. Tôi sẽ được tha thứ, bất kể là điều gì.